Đây, chỗ này là 100% lọc này, lọc chùm này. Chưa cắt. Đẹp quá. À, khu lèo lèo lán còn phải ngủ phải trông ở đây. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Buổi chiều chuẩn bị áp Tết rồi. Và mình mời các bạn sẽ cùng ra thăm vườn vải, lại cái vườn vải tại cuối sân bay nhé. Xem vải có ra hoa, ra lọc gì không nhé. Đấy thì thời tiết này nắng rất là đẹp luôn đấy. À, xin mời chúng ta sẽ cùng đi vườn nào. À, 24 Tết các bạn ạ. Đi thăm vườn xem lộc lá thế nào nhé. Ngoài dưới này thì cách đây hôm gần gọi chục ngày trước thì mình đã gửi đến các bạn các anh chị video thăm vườn vải Thanh Hà cũng như là U Hồng xem có hoa lá thế nào rồi. Ồ, đây là hai bên đường là vải Thanh Hà nhưng mà chưa nhìn thấy dấu hiệu gì của nứt với hoa. Ồ, bây giờ hoa bưởi nhiều các bạn ơi, hoa bưởi quá nhiều luôn này. Đẹp và thơm. Cái vườn vải ở dưới này là cuối sân bay các bạn nhé. Cuối cái sân bay bây giờ đang làm cái đường nhà quân sự đang làm cái đường mới đây. Đó, cái đường mới xuyên qua vườn này. Mình thử đi mời các bạn thử đi ra thăm cái đường này xem sao. Xong rồi lát sẽ ra thăm vườn nhé. Đó, đây. Cái đường này là vừa đổ xong đấy các bạn nhé. Mình cũng chưa ra được cái đường này. Lát thì sẽ quay ngược lại là sang bên vườn vải nhà mình ở phía đầu bên. Còn giờ đi ra phía bên này là ra núi Dương rồi ra xã Giáp Sơn đấy các bạn. Đường này đổ cái đi nửa tháng, đường rất là to rộng đẹp. Wow. À đến đây rồi. Đến đây là cái đường cụt đổ bê tông rồi. Còn ra cái đường cũ. À mới đổ đến đây thôi. Còn dự kiến là kho xăng ở đâu đây. Rồi. Bây giờ mời các bạn quay lại nhé. Đi đến đây là đến hết đường rồi. Đấy, dự kiến làm kho xăng ở cái khu núi này cơ. À, và đổ sau sẽ đổ thông sang cái đường bên này nhưng mà chưa thông được. À, mới đổ đến đây thôi. Đó, mới đổ đến đây thôi. Rồi, giờ chúng ta sẽ quay lại nhé. Quay lại và vào thăm vườn vải nhé. Mình phải gọi đi thăm đường nữa. Trước đây thì lúc những năm 90 ấy, khi mà đội mình còn nhỏ ở Trân Châu, đây là cái đường băng các bạn ạ, đường băng của cái sân bay cũ ấy. Đường nó rất là nhẵn và rộng. Sau đó là qua thời gian, qua quá trình cải tạo thì đường nó mới mất. Và bây giờ nhà nước khôi phục lại làm cái đường bê tông to này. Ui, đây có cây u hồng ra hoa dài thế. Còn lại vải Thanh Hà thì chưa thấy gì luôn các bạn ạ. Mình và các bạn sẽ đi tút sang cái đường đầu phía hết cái con đường này nhé. Xong sẽ quay trở lại cái vườn vải nhà mình. Năm tới đội mình đi bán vải thì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Đi một đoạn đường không phải đường đất nữa mà toàn bộ là đường nhựa này hết. Khu bên này tất cả mình đang đi là ở đất quốc phòng luôn đấy các bạn ạ. Nhưng khu này là chưa hỗ trợ, nhà nước chưa hỗ trợ, chưa lấy lại đâu. Mới làm con đường này thôi. Còn cái đường, cái phần mà lấy đất từ năm ngoái đền bù của đội mình hỗ trợ cho đội mình thì phía bên trước mặt mình đây. Nào mời các bạn. Đó. Đây.
Tí thì sẽ rẽ vào đây nhé, tí sẽ vào đây và thăm cái vườn vải nhà mình ở đây. Nhưng bây giờ mình mời các bạn sẽ đi tút sang phía bên kia để sang đến cái đường cuối cùng của cái con đường mới đổ này xem thế nào nhé. Đây còn đây là vườn cam nhà ông bạn mình đây. Cam này thì chắc là cũng bỏ thôi, cam đường canh đấy, nhưng mà thấy đơ, để cây hoang lắm rồi. Phía này phía nhiều ông bạn mình đang cắt cam. Hôm nay cắt cam mà mẹ cháu. Cam quá nhiều luôn. Ô cháu được nhiều cam chưa? Hôm nay cắt hay ghép đấy. Đây, đường cuối cùng của cái sân bay này vào đây nhé. Mình mời các bạn đi vào đây xem sao nhé. Đây rồi. Đấy, không biết có khóa không này, để mình để xe đây đã. Đây, khu này là cái khu đã được táo, vườn táo nhà mình ở phía trên kìa các bạn, ở phía trên kia đó, phía trên kia. Còn ở trong này toàn bộ đã lấy để thu hồi, để xây kín mít như này mới, nhưng mà mới đổ từ bê tông từ đây thôi, chưa đổ lên phía trên nhé. Đó, còn thì vườn cam giống bạn mình đây đang cắt này, ghép ở phía đây, còn thì vườn vải mình ở phía ngoài kia nhé. Giờ thì mình không lên cái vườn táo khi xưa, vườn táo cũ nhà mình ở phía trên kìa các bạn, chỗ rậm rậm kìa. Nhưng mà chỗ đấy giờ thì mình không lên nữa. Chúng ta sẽ quay lại nhé, quay lại để thăm vườn vải nhé, cũng tương đối là dài rồi. Thăm lại sân bay cũ, thăm lại vườn xưa đây. Ở đây thì cũng đã có khóa cổng, khóa đảng hết lại rồi. Chắc là do một tí người ta mới có việc, người ta mới mở ra, còn tối người ta đóng hết nhé, khóa hết lại đây. Thế là cắt được mẻ nào chưa? Đâu thử test cam nào. Đấy. Cam này đang chốt bao nhiêu? Chốt thì 60-70. 60-70 á? Cam này quá đỉnh rồi. Trên còn lấy được dần dưới. Đây mời các bạn test thử cam luôn nhé. Hôm trước cắt được mấy tấn rồi hả ông Mười? Lâu chẳng nhớ, ở trong cái quyển... cái quạt quầy gối đồ trường. Thế không nhớ được số tấn của mình nữa. Nhớ rồi. Đây, mời các bạn ăn cam này. Cam Tết 70.000 cân tại vườn này. Quá là ok. Đó. Đã cắt, gọi là cắt. Được. Chất lượng được không? Đâu em? Được. Khu này là cắt hết rồi đấy. Đấy, đi vào dưới này xem nào. Wow. Tức là khu này là cắt rồi đúng không? Cắt nhiều rồi. Được nhỉ. Đúng nó phải thế này nhỉ. Nói chung là cam nó vẫn giá trị nhỉ. Đó, đây. Quả loại 1 đây rồi, 70.000 một cân. Thế mà tầm này thì còn không, một số vẫn còn chưa lên chín hết này Xuyên này. Đây nó vẫn xanh xanh này. Nó vẫn cắt trọn, chưa cắt. Đẹp quá. Đó. Những cây này phải được hàng tạ. 60 cân, 60 cân làm sao ở được? Đầu tiên 60 cân. Đúng rồi. Wow, cây này còn sai chết, chết cây à? Đúng rồi, cây này to nhỉ, ở khu trong này to thật. Đâu vậy, thử test quả này nhé. Ôi, chân chim. Đó. Đó. Ui, hơn tạ quả nhỉ, cao lắm. Đấy, tất bật để phục vụ cho Tết, cho bà con anh chị em ăn Tết. Chốt tại vườn 70k là ok rồi. Ui, chỗ này của lão phải được chắc phải nghìn cây ấy nhỉ? Không đến à? Vì cái khu này khá rộng, mình cũng lâu không xuống dưới này
vào khu vườn nhà ông Mười này. Tính năm nay 7 tấn rồi, nhưng sợ còn hơn. Giờ cắt đã được chục tấn rồi phải không? Đây các bạn này. Ra vườn thì chỉ có ăn cam thôi. À, mời các bạn nhé. Cây vẫn còn ngoạn lắm, cây quả bé bé á. Chết hết kìa, ăn vẫn ngoạn lắm. Cam đường mà, đường canh mà. Đấy, trước khi sang vườn vải này, vào vườn cam thì ông bạn ăn cam đấy. Cái này đặt cái cây này là ghép cam vinh, nhưng mà cứ hết cam vinh lại lấy cái... Lại mang cam đường á? Mang bưởi nhưng ghép lại nó mới như này ấy. À đây là lông cơm này cơ. Vâng, đấy, thì mấy hàng này ghép lại rồi. Ừ, chỗ này có cây bưởi da xanh to thế. Không dám cuốc đi, sợ nó đàn bù bây giờ mất giá. Cơ bản là trồng dày, xong trồng dày nhé, để ví dụ người ta lấy đất, quân đội lấy đất các thứ, nhà nước lấy đất để được tiền hỗ trợ. Cây này mà phải ấy đền bù phải được, chắc cây này phải được 4-5 triệu nhỉ? 4-5 triệu một cây này. Giờ không to hoặc đơ hoặc ấy thì kệ không? Rồi, đẹp lắm. Thực ra là cũng mong muốn là Tết này cắt, Tết nhất là cắt cho xong đi, thứ nhất là gọn vườn, thứ hai là cho vụ năm tới, thứ ba là còn tiêu Tết đấy. Này, loại bi bi mới ngon nhỉ. Đấy. Ok. Rồi, mời các bạn gọi thăm qua vườn, đi thăm ra cánh đồng nhé, thăm lại sân bay. Bây giờ mình mời các bạn sẽ sang vườn vải cho mình nhé. Ờ, khu lèo lán vẫn phải ngủ, phải trông ở đây. Ở vườn cam nhà ông bạn xong. Giá cam này không thống nhất được nên là không bán. 70k cắt chọn không bán. Đấy, thì ra về còn mình ra cũng tạm biệt vườn cam nhà ông bạn nhé. Mời các bạn sang vườn vải nhà mình. Chờ lâu quá. Cứ giới thiệu sang vườn vải nhưng mà đi thăm lại cánh đồng sân bay thì nó là vô cùng rộng. Để một cái video mới, video khác thì mình sẽ mời các bạn sẽ vào phía trong cái vườn táo cũ nhà mình nhé. Vườn táo cũ rất là thân thuộc, các bạn các anh chị xem mỗi năm ấy. Nhưng mà năm nay thì đúng là từ lúc mà bắt đầu có quả nhỡ thì chưa vào đấy được. Từ lúc mà cắt mắt táo để ghép ấy thì mình vào thôi. Còn bây giờ thì sẽ xuống vườn vải nhá. Đó, năm tới bán vải sẽ đường đẹp tương đối như thế này đấy. Còn một đoạn đường đất nữa này. Úi, sốc nhảy nhùm nhồm ấy. Wow, cây u hồng này xem thế nào rồi. À, có một vài hoa rồi đấy các bạn ơi. Một vài hoa rồi nhá. Đó, đây. Ôi giời, hoa nhưng mà nó bám hết cả, sâu bám hết cả vào đây. Đấy, đi vào phía sâu bên trong đi. Đó. Đây các bạn. Đó, mình đã đi vào đến đây rồi. Wow, 100% lộc các bạn ạ. Đây. Lộc 100%. Đây thì lộc 99%. Đây lộc cũng 100%. Hỏng ăn rồi, đó. Đây, vườn này rộng mênh mông luôn các bạn nhá. Đây thì ở phía trên này mình giới thiệu, trên là vườn nhà ông cụ nhà mình, còn ở phía dưới sau này là mấy cả gọi mình có chút ở đây thôi. Đây. Nhưng mà đây thì đây, vườn này các bạn nhìn này. Thăm lại cái vườn mà 100% lộc. 100% lộc luôn này. Đây thế này. Wow. Ra chùm luôn nhá, lộc chùm luôn nhá. Lộc chùm như là cái hoa trước đây ở hoa nó thế nào thì lộc nó ra bây giờ nó như thế này. Đó, những cây đầu tiên nhé. Ta phi vào phía trong xem sao nào. Gọi có một chút thôi. Có một chút thôi các bạn ạ. Đấy. Trong này cũng lộc chùm các bạn ạ, chứ không phải là hoa chùm nữa đâu. Đây. Đó. Đây, toàn bộ cả cây luôn đấy chứ cũng không phải là gì cả, mà lộc lúc trước ép hoa chuẩn bị hoa thì ép lộc rất đẹp nhá. Wow. Hỏng ăn đấy. Ồ, cây nào cũng thế là sao nhỉ? Thì thi thoảng mới thấy đá một chút có hoa thôi. Mời các bạn sang phía bên này xem sao.
Đó. Đây, u hồng thì bắt đầu nhụn nhụn lên rồi các bạn nhé. Đây, những cây u hồng thì bắt đầu nhụn nhụn lên rồi này. Nhụn lên đầu hoa này. Đấy, đây hoa u hồng đây. Còn đây là hoa thanh hà đây. Hay là tàu phấn tàu lai đây, thì nó một số cây thì nó đá đá thôi, còn một số cây lên thì nguyên lọc, gọi là nguyên si lọc chứ không phải là có một tí nào chấm hoa cả. Như thế này thì gọi là đá đá một tí này. Đây thì là gọi là oxy nguyên này. Đây u hồng thì bắt đầu nhí lên này. Đây thì cái video trước mà mình đã ra thăm cái vườn này thì các bạn có thể mở lại xem là toàn bộ lúc ấy là u hồng chưa thấy báo gì nhé, và tại cũng chưa thấy báo gì, nhưng giờ thì ra quay trở lại sau khoảng tầm nửa tháng thì đã có hoa lên rồi. Đây cây này thì cây hoa lên đẹp này, nhưng mà sâu nó đã bám vào đây này. Cái vườn này vườn nhà ông cụ nhà mình nhé, thì ông chú đang phun ở dưới kia, đang pha thuốc ở đây. Đây là sẽ phun nhé. Đây thì tí mình mời xuống luôn xem các bạn xem là phun phóng thế nào nhé. Đây còn vườn nhà mình từ đây trở lên này. Đây vườn này từ mình từ đây trở lên này. Đó. Đây, từ cái rãnh này hất trở lên, còn từ cái đám này hất xuống là vườn nhà ông cụ đây. Đó, đây mình ra mời các bạn ra. Ông chú đang phun đây, đang pha. Đó. Đây. Máy móc này đang chạy đây rồi. Đó, đây. Máy thì đang phun đây các bạn nhé. Đó. Từ đây chạy ra ngoài chắc phun khoảng tầm 100 mét nữa các bạn ạ. Chạy vòng 100 mét, hơn 100 mét nữa. Nói chung là rất là xa, rất là không nhìn thấy người đâu. Đấy, không nhìn thấy người luôn đấy các bạn ạ. Thì cũng phun, bây giờ cũng phun chỉ có sâu và gọi là kích lọc thôi, cứ thế thôi. Cái sâu nó cũng cuốn cũng rất là mạnh. Nhưng cái việc mà phải xử lý thời điểm này là hợp lý rồi. Ai chưa phun thì cũng phải phun, bởi vì là thời điểm sâu nó nở rất là mạnh, đặc biệt thời tiết này nó ấm nhé, thì nó lớn, nó ăn rất là khủng khiếp luôn đấy. Đấy, còn như cây này thì không có hoa thì phun lọc, giữ lọc đấy. Đây, cây này toàn bộ là lọc luôn luôn này, cạnh luôn cái bể nước này, bể phun này. Rồi. Đấy, tình hình phun phóng là như vậy nhé. Rồi trở lại sang mấy cái hàng vải bên nhà mình bên này xem sao. Đây rồi. Wow. Đây, cây này trước đây là có một cây to nhé, nhưng mình bị chết. Và trồng lại cây này được 3 tuổi. Cây này được 3 tuổi nhé. Tức là 3 năm ấy. Đây, cũng bắt đầu bói hoa rồi. Nhưng mà hoa thì ít thật. Đây, cái này là mình đã phun sâu rồi đây. Hôm trước là có sâu nhưng nó gặm tan tuốc, tan tác ở đây. Bây giờ đang bắt đẩy lên rồi. Bắt đầu có một chút hoa. Đó, đây. Rồi. Trên phía trên thì xem sao. Wow. 100% lọc đây. Chỗ này là 100% lọc này. Lọc chùm này. Bên này thì vừa lọc vừa hoa. Nói chung là tỷ lệ vừa lọc vừa hoa. Cứ vừa ra lọc vừa ra hoa. Thứ nhất là chưa năm nào mình thấy có kiểu mà nó ra hoa như kiểu năm nay các bạn nhé. Bao năm làm vải rồi. Một là thời điểm này nó ra hoa. Ra hoa nguyên nhé. Thì ra hoa chứ còn không bao giờ ra lọc. Mà chờ khi nào ra lọc nó phải hết cái lứa hết cái lứa ủ hoa này này thì mới ra, còn không thì nó ra kèm này, kèm ít thôi. Chứ không năm nay nó kiểu là cứ cành lọc cành hoa như thế này, nó ra như kiểu là nguyên lọc nữa. Gần như kiểu không ủ được tí hoa nào luôn ấy. Đây, đây. Nên nhiều bác, nhiều anh chị cũng hỏi là vậy thì năm nay lọc khoảng được bao nhiêu hoa, được bao nhiêu phần trăm. Mình nghĩ là được 50% là còn tốt ấy. Thật sự còn chưa. Đến thời điểm này nhìn thấy đây, các bạn nhìn thấy không? Đây. Đây, ví dụ một cây nó lên này. Đây, nguyên lọc chùm luôn. Đấy, không một tí hoa nào ấy. Ban đầu thì cũng nhìn thấy chấm chấm nhá, nhưng hôm nay ra thì không còn thấy gì luôn này. Đấy, như này này. Thì cây này gần như 100% là không có hoa rồi. Đây này, đây các bạn nhìn thấy, không một tí hoa nào. Ví dụ đây có một tí tẹo để teo thì đây đáng kể gì đâu các bạn. Còn nó nếu lên thì nó cũng thành, có nhiều lọc quá thì nó cũng hoa nó cũng teo hết. Đây còn những cây này thì được khoảng tầm một nửa này. Đây cây bé bé gọi là mấy cành này được một nửa này. Đây có một chút hoa này, đây có chút hoa này. Đây có chút hoa này. Đấy, nhưng mà đây khu dưới này là lọc này. Đây. Đấy, lọc nó kèm vào đây. Đây, cũng như thế này là sau nó lại lọc này. Đây, lọc đây các bạn này. Đó. Cũng có hoa có lọc, nhưng mà tóm lại là tỷ lệ nếu được 50% đã là tốt rồi. Và chưa năm nào thấy cái kiểu mà nó ra hoa
À, ra lọc đồng loạt thế này. Năm nay gọi ra lọc đồng loạt đấy. Đấy, mà cái lá ép nha các bạn nhé, tức là cái lá chuẩn bị ép hoa ấy, lúc mà thời gian ủ hoa. Thứ nhất là năm nay nhé, có mấy cái đợt lạnh cũng rất là tốt để cái thời gian để nó ủ hoa nhé. Thứ hai là khoanh nhé, khoanh để ép cây để cho nó ra hoa ấy. Lá rất đẹp luôn, màu các bạn nhìn này, màu ngả vàng rất là đẹp luôn. Nhưng mà nó cũng thời tiết kiểu gì mà nó ép không thể ra hoa được. Đây có vườn nhà, vườn bưởi như ông anh đang cắt đi để ghép cam vào đây. Wow, sát vườn nhà mình. Đó, sang ở phía trên này. Trong này vào phía trong giữa nhé, trong giữa thì cũng thấy một số hoa này, đây một số hoa này gầy gầy này, tạm tạm nhé, đây một số tạm tạm. Nguyên lọc này, đây nguyên lọc, nguyên lọc. Cái tỷ lệ giờ thò ra lên ấy thì khoảng tầm 70% là nguyên lọc. Mình phải nghĩ là phải tầm rơi khoảng tầm 70% đấy thôi. Hoặc là có thể 60-70% là nguyên lọc theo cái kiểu này này các bạn này. Đấy, nguyên lọc, nguyên si lọc luôn. Đấy như thế này. Còn cây nào mà chưa thò thì một số thì im im như thế này thì sợ là nó là còn, tức là ngày mai là tiết lập xuân nhé các bạn nhé. Ngày mai tiết lập xuân nhé. Mà sau khoảng tầm 15 ngày nữa mà không nhò lên thì sau lại hết quá cái tiết ủ hoa thì không ra được. Lại như kiểu là bị điếc những cây này. Nếu không ra nhanh là sẽ bị điếc. Còn ra nhanh thì có ra thì kịp thời vụ thì nó lại ra thế này thì là 100% là 100% lọc đấy. 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 Còn những cây mà đầu đen này không ra kịp nhanh là sau điếc ấy, là hết quá hết thời gian ủ hoa là sau chỉ có lọc thôi chứ nhỉ, bởi vì đưa ra rằm đôi 10 tháng riêng mà không có hoa thôi nghỉ rồi đúng không? Đó, đây. Vẫn còn đầu đen này thì tầm này cũng chưa nứt được ra. Đấy, còn nứt được ra rồi thì phải ra hoa chứ đừng ra lọc như thế này này các bạn này. Từng ra lọc thế này này. Đó, đây này. Nứt ra thì vẫn ra lọc này. Đó. Đấy, báo hiệu một cái năm khó khăn đấy. Lọc trước khi mà làm hoa thì quá đẹp này. Không thể chê được. Mỹ mãn luôn này. Quá là đẹp luôn này. Luống đẹp lắm các bạn. Đó. Xem còn cây nào đen đen, đen đầu để giới thiệu cho các bạn nhé. Cây đấy không phải nói là quá, không thể lên. À, nói chung là cây đen đầu thì cũng còn nhưng mà ít. Đây, những cây này là đen đầu này. Đen, đen, đen. À, cũng bắt đầu vỡ rồi. Nhìn thấy không phải đen nữa, vỡ rồi. Nhưng mà vỡ lên thì lại chỉ thấy đầu lọc thôi. Đây, còn như thế này là vẫn kim đầu kim này. Đầu kim này còn hoài lại điếc. Đây, nó tức là thời tiết, thời gian nó ra rất là nhanh. Thứ hai là mấy hôm nay thì nó đang bắt đầu lại ấm lại này. Như hôm nay là 29 độ các bạn nhé. Thời điểm này đang 29 độ. Mai tiết lập xuân mà hôm nay 29 độ. Nên là cái việc mà nó đẩy lọc lên ấy thì nó cực kỳ nhanh và khỏe. Đây, đây lọc đây. Đây, mình bẻ luôn mấy cái cành này lên này các bạn nhìn thấy này. Đây. Đó, lọc khỏe thế này cơ mà. Đẩy không thể ra hoa được mà đẩy toàn bộ ra lọc. Căng đấy các bạn ạ. Cái vườn này của mình xem qua nhé. Đến thời điểm này cây nào có ra được thì toàn bộ là lọc hết đấy. Đây. Wow. Lọc hết luôn này. Cái vườn này năm ngoái đã gọi là mất trắng luôn bởi vì ra cái hoa lớp đầu xong nó rụng một phát cái cuộng, trơ cuộng luôn này. Không đến năm nay nữa. Đương nhiên là 2 năm mất trắng đấy. Đó, đây thế đây. Wow. Căng. Vẫn cùng một chế độ các bạn nhé. Tức là vườn ấy thì vẫn cùng một con người, cùng một chế độ chăm sóc, cùng một cái như nhau nhưng mà mỗi chỗ mỗi cây nó một khác. Đấy, giống như con người trong gia đình ấy, mỗi người một tính, mỗi người một nết. Ông lành ông dữ. Ông khó thế nọ, ông có thế kia này. Đấy, ở vườn vải chế độ chăm sóc như nhau. Đấy, đây. Chỗ này thì cái vườn này như thế này khả năng là ra đi 90% đấy các bạn ạ. Chỉ một vài cây gọi nhí nhí gọi
ở trong giữa khu trong này còn chưa thấy một cây nào báo hoa được hẳn hoai cơ. Đây thì sang đến cây này chẳng hạn, đây thì coi là cũng bắt đầu thấy đá một tí hoa thôi đó. Đây wow, đây có một em cào cào châu chấu này. Có em này, cái em này nó không, em này thì không ăn hoa vải đâu các bạn nhé. Đây mình bắt luôn này, đó vẫn đang sống này, nhưng mà nó cũng còn gây hại cho mùa màng. Con này hình như mình cũng thả nhé, con này thì nó không, với cây vải thì nó không gây hại, hoa nó cũng không cắn hoa đâu, hoa cắn hoa nó chỉ sâu đo sâu que thứ thôi. Như cây này thì gọi là tạm tạm được một chút này các bạn này, gọi là đấy báo hoa mà tí gầy gầy lên như sau nó khác mập nhá. Thì đi khắp hết khu này thì thấy đúng có một cái cây này gọi là báo hoa một chút thôi, còn lại là đầu kim. Đây như cây này thì vẫn là đầu kim này, kim chỉ đá lửa này, đấy, kim chỉ đá lửa này, chưa thấy gì này. Còn một số bốp đầu với cả lên thì toàn lọc nhá các bạn nhá, căng đấy. Thăm lại vườn này mà thấy lại thấy một năm nữa thất thu đây. Đó, thì tình hình cập nhật các bạn hoa vải ở tại cái vườn sân bay các bạn nhé. Đây gọi anh em mình hay gọi là vườn sân bay. Thế thì ở dưới này thì đất rất là rộng, khu này rất là rộng, mênh mông bản ngàn luôn ấy. Nhưng mà nhà mình ấy chỗ này thì có một chút thôi, còn của anh em thì rất là nhiều. Nên là mỗi nhiều loại cây nhé. Thứ nhất là có vải, thứ hai là táo, cam, bưởi rất là nhiều. Đấy, thì với cái mùa màng như thế này thì cũng cảm thấy là tương đối buồn đấy. Đấy. Thăm mãi thì mới thấy được gọi là một hai cây có một chút hoa thôi, còn lại đây vẫn cái cây này thì có cành bên kia có hoa này, các bạn nhìn này, đây nhá, cành này có hoa này, đấy, còn cành này thì lại nguyên lọc này, đây vẫn là một cây đấy này, chứ không phải là cả cây đâu, đấy nó lại vào cành cơ, đấy, đây cành này đây, một cái cây này thì phía bên này thì có một có hoa đầu trắng một chút này, nhưng phía bên này thì lại toàn lọc này, 100% lọc này, đó đấy nên là ra lôm côm. Gọi là ba lăng nhăng, gọi cũng một tí thôi, có một tí thôi, còn lại là phía bên này gần như là toàn lọc luôn này các bạn này. Thế thì chịu bó tay chứ, chấm com là các bạn. Tầm này thì còn pháp sư nào mà cho ra được nữa. Đó, thì cập nhật với các bạn các chị nhé. Bởi vì thực ra là đội mình cũng chỉ có phun kích hoa thôi. Còn ví dụ như năm nay thì cũng nhiều bác chia sẻ là nếu phun được ủ hoa năm nay thì được cũng nhỉ, thì không biết là có phải không. Còn bác nào đã phun ủ hoa thì bác cùng comment nhé. Còn năm nay đội mình thì không phun ủ hoa đâu. Để phun vừa rồi mới phun kích hoa này, còn phun ủ hoa là phun trước rồi cơ. Đó thì cái thời tiết năm nay nó cũng tương đối là khó khăn, và thời điểm này thì lộc lá lộc rất nhiều, hoa ít. Đấy, và dự báo một cái vụ vải tương đối là căng đấy. Nên là hôm nay cập nhật các bạn, các anh chị em một chút nhé, trước ngày lập xuân nhé, tình hình hoa vải tại cái đám cuối sân bay nhà mình, khu mình như này. Còn mình, hàng ngày thì cái hoa vải nó cũng lên rất là nhanh, nên là mình cũng thường xuyên cập nhật để các bạn các anh chị chúng ta cùng trao đổi giao lưu chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn các anh chị, và chúc các bạn anh chị chuẩn bị một cái Tết ấm no, đầm ấm, hạnh phúc. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video, và các bạn comment nhận định cũng như là chia sẻ cái vải của nhà mình như thế nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn, các anh chị ở trong các video clip mới. Bye bye, hẹn gặp lại.